Hơi tối đúng không ạ? Tối à? Đây là loa JBL mã số là 112. Em xin được giới thiệu với cả nhà là giá em đang bán là 10.500.000 đồng. Em đảm bảo rẻ thị trường khoảng từ 1.000.000 đến 1.500.000 đấy, cho các anh em ở Thủy Nguyên, Hải Phòng ạ. Đây một con vang GD, các anh cầm một con vang, một con âm ly 506 đến ạ. Nó theo con vang. Các em chắc là quên không bật điện. Đây đang hướng dẫn một chú ở ngoài đảo kết nối bộ combo này. Ok đủ chưa ạ? Rồi em cảm ơn anh nhá. Anh nhá, đèn xanh đỏ thứ hai nhá. Rẽ tay trái, à rẽ tay phải. Ok. Xong chưa? Sơn này đủ hết rồi chưa? Ok ok, em bật cái đèn biển đấy. Sơn tăng bên dưới. Ok, okay. Em cảm ơn anh nhá. Rồi ok, các anh về may mắn nhá. Nhớ nhá, đèn xanh đèn đỏ thứ hai mình rẽ tay phải nhá. Ok, em cảm ơn. Vâng vâng vâng. Rồi, tuyệt vời, cảm ơn các anh em ở Hải Phòng. Đây các bác đến nhà em nhá, công đỗ thoải mái các bạn. Cái đỗ 6-70 chiếc được. Đấy, đường đỗ rộng thoải mái. Đấy. Em Luân đây ạ, đấy, địa chỉ của nhà em Luân đây ạ. Đấy, âm thanh em Luân. Các anh em Hải Phòng đây ạ. Đấy, cảm ơn cả nhà. Mua đồ rất nhanh ạ.